vậy? Ra đi đâu? Ra đi đâu? Con cung cấp máy ba hả? Thì sao ai mượn con vậy? Gọi ba lại nha, ngồi xuống. Ngồi xuống nói chuyện ba nè. Đó, tôi nói chuyện với ba đó đó cô chú. Rồi sao? Bỏ ba ngồi đó rồi làm gì? Dựng ba lên con mới thấy, ba mới thấy con được chứ. Tự nhiên cái bà nó mừng mà không biết làm sao cứ cười cho nghiệp hết. Cô nói ra đi. Nói ra đi. Thôi phê cho đà đi cái bà đó. Hỏi là anh hỏi là đà đi con thấy cái bà bà. Dựng ba lên ba mới thấy con chứ con để gì sao ba thấy? Thì sao? Thấy ba nó sầu sạo nó. Đưa mẹ nói chuyện hả? Hả cấp máy rồi. Mami sao? Đây nè, trời đi nè. Say I miss you daddy. I miss your face. Để cho ba coi mặt con kìa. Con nói daddy I love you. Không nói hôm nay gì chỉ cười thôi. hai đứa này là y như kịch câm vậy đó, chỉ cười thôi. Diễn đó, hai đứa đang diễn. Không có một cuộc hội thoại nào hết, chỉ là cho ba cái gì á? Cho ba cái gì á? Hung ba cái đi, cầm điện thoại lên hung ba cái mẹ coi. Rồi, cướp rồi. Đưa cho mẹ, đưa cho mami. Gọi ba nha. Đưa đưa cho mẹ, sao con thả vậy? Đưa cho mẹ, nói mẹ ơi. Gọi ba. Please. Đúng rồi. Gọi ba nha. Dạ đi con. Nè. Dựng ba lên. Đây nè, dựng ba lên đây nè. Dựng lên đây nè, đó. Rồi, chị nói chuyện ba đi. Té té. Nó trời, vậy sao ba thấy? Bye bye ba đi. Ok baby, do whatever you gotta do. Good night. Hey, I'm probably going to sleep. Say good night, daddy. Say night night. Say night night. Ủa qua ba cái. Dữ ta. Hôn ba cái, hôn ba cái. Give daddy a kiss, give daddy a kiss. Hôn ba cái. Xạo dễ sợ xạo. Hôn ba cái. Rồi ba cúp máy rồi. Rồi đây nè, mẹ hỏi con đây là ai nè nha. Chị đi. Look. Look nha. Who is this? Ai á? Chị. Ai? Chị. Ai? Nói lại mẹ nghe coi ai. Úc. Ai? Úc. Úc quá hả? Phải Úc không? Phải không? Ai nói mày nghe, lên lên. Hi, Chidi.
Đây bây giờ bữa nay về nhà là này cô chú. Đi đây trước, đi đây tối thứ nhì. Trời ơi cậu Tùng vô duyên quá à. Cậu Tùng nói chay về nhà với một đống mụn. Vậy thầy tiểu tuổi thiếu gì? Vô tay đi. Cậu Tùng nói hay quá thì vô tay đi. Nay cũng đỡ rồi. Bà ngoại chay có nấu cái đợt gì đó, đợt khổ qua gì cho chay tắm với cô chú ơi. Cô chú yên tâm. Xe đó màu gì? Xe đó màu gì? Xe màu gì? Đâu bậy à? Yellow. À, chơi đó, chơi cái chơi con bọ đó đó. Vuốt tóc là ngại. Vuốt con bọ đó, cô chú thấy vuốt bọ chỗ chưa? Vuốt con bọ để con bọ ăn cái trái bơm, trái lê đó. Chỗ chưa? Ăn. Yeah! Vỗ tay. Bi, đúng rồi Bi. Vỗ tay đi, mày vỗ tay đi. Mèo. Mèo đâu? Mèo. À, mèo à. Mèo. Ồ, vỗ chưa? Mèo. Trời ơi, hung mèo kìa, có được rồi không rồi, hung xong mèo biến mất luôn rồi. Thăm mất tích rồi, nó nụ hôn của chay nồng cháy quá, con mèo nó cháy. Cháy đen thui lên thùi luôn rồi. Yeah, vỗ tay đi. Con ngồi gì? Cái đó gì? Kẹp tóc hả? Kẹp lên đi, con tẹp lên cho đẹp đi. Con kẹp lên cho tóc đẹp đi. Ồ. Nhảy xuống hả? Cậu Tùng đâu? Cậu Tùng đâu? Hả? Nãy Tùng mới qua cái này Tùng. Phá gì nữa? Ồ. Rồi alo đi, gọi ra đi. Alo, em à. Nhớ anh không? Câu đó bất khẩu vậy sao? chơi chuẩn bị mai đi chơi nữa cô chú ơi, quên nữa, ở trong video này phải nói tới cô chú ngày mai là chơi sẽ có mặt ở Đà Nẵng nha cô chú nha. Chơi mình là ngày mai ở Đà Nẵng đó. Mới lên bà cố về xong rồi bây giờ nghỉ ngơi được chút xíu nè, tới tối nè, xong rồi sáng mai là bay đi Đà Nẵng, đi đuối đơ luôn cô chú ơi. Ồ. Rồi chán coi bác chán này, bỏ lần đó sạc cho nó thôi. Cướp hà, chơi khóa chơi cướp hà, cướp chơi đầu ta, chơi đầu ta, chơi đầu ta. Cô bé ngồi trong cái gì đó góc sáu bếp, cô bé ngồi sáu bếp, cướp hà. Cô chú thế nào cũng chụp lại tấm hình này của chay à. Cô bé thích ngồi trong kẹt hơn là ngồi ngoài đường. Cô bé thích trốn tránh hơn là ra khỏi ánh sáng. Cô bé thích cà khịa hơn là cà tưng. À. Cướp. À. Baby shark do mommy shark do. Chay bây giờ quên mấy bài đó cô chú ơi. Chay bây giờ chỉ chơi nhạc Việt Nam chất lượng cao thôi.
Vậy à, rồi đi khắp nơi không? Bây giờ buổi trưa đang nóng nên là chay lên phòng tính ngủ. Em đây nè, cái con này là cô nào tặng chay vậy ta? Chay ôm mấy con này ngủ nè cô chú buổi tối á. Em dạ dạ đi đâu, mở cửa ra hả? Mở cửa ra, mở cửa ra cho năng xốp vào phòng, năng cùng chạy hát và cùng chơi múa vòng. Mở không được con, mở không được, mẹ khóa rồi, mở không được. Cô chú thấy mặt dây này khác không? Cô con bị rồi, tối là cái con gì cắn thêm đó nên con mắt bên đây sưng sưng rồi đó. Mũi cắn. Rồi tối này chi nó ngứa mắt nó khóc. Đâu? Thôi ở trong đây đi, ba Quy với Vincent ngủ rồi. Giờ con cũng phải đi ngủ kìa. Nên là bây giờ bữa nay nhìn con mắt tay một bên là rất là lai Mỹ và một bên rất là Việt Nam. Bà ngoại có tắm cho em nước đâu này kia rồi cô chú ơi. Đó bây giờ bữa không mà bây giờ về lại Sài Gòn là bình yên à. Con nào trốn vậy ta? Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Rồi lên. Lên. Nổi sao không? Lên con. Chứng tỏ cho cậu Tùng thấy. Yeah. Không những lên mà người ta còn leo lên thành giường luôn à. Thấy chưa? Con kêu đi, con kêu cậu Tùng. Nhìn con nè. Nói đi cậu Tùng. Nhìn con nè. Thấy chưa? Không những vậy mà người ta còn nhảy luôn à. Quá dữ luôn. Một, hai, ba. Nó chơi tao nói mà mày chạy. Một, hai, ba. Ăn bánh lăng không? Ăn bánh lăng không? Ăn không? Nói cậu Tùng. Cho con ăn với. Nói cậu Tùng. Hai, ba. Ăn bánh lăng không? Hai ba cái luôn Tùng. Lấy dư á. Một, hai, ba. Hả? Trung á hả? Cậu Tùng đi xuống lấy muỗng cho con ăn bánh lăng nha. Dạ đúng rồi, ngồi xuống. Mình chờ cậu Tùng đi. Chờ cậu Tùng lấy muỗng cho ăn bánh lăng. Ý nó hỏi cậu Tùng đi đâu đó. Một, hai. Giỏi quá. Một. Út trời 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 trời. Bữa nào cho chị đi bơi ta? Bữa nào đi bơi không? Bơi không? Bơi. Đếm. Một. Chưa, mới có một mà nhảy rồi. Phải hai ba mới nhảy. Một. Uống nước hả? À, trời. Uống nước không? Vô lý thường kiệt. Trốn mày. Trốn. Đó. Ai? Con hỏi ai vậy? Chú ai chú? Rồi ăn bánh lăng. Ăn bánh lăng. Ăn muỗng. Muỗng đúng rồi, lại ghế ngồi xuống. Đi xuống ghế ngồi ăn bánh lăng. Ngồi xuống ghế ăn bánh lăng đi con. Lại ghế ngồi đây nè con, không phải làm chia. Ghế này nè, ghế đen nè, lại ghế ngồi ăn bánh lăng. Để lên. Lại ghế ngồi cầu tùng cho ăn bánh lăng. Đó, rồi ngồi xuống ghế kìa, cậu Tùng bể muỗng kìa. Kéo ghế vô. Ngồi ghế nào? Đó, kéo ghế đó vô hả? Cái gì vậy? Kéo vô ngồi ăn bánh lăng.
Kêu ghế ngồi bên lăng đi. Trùng, đúng rồi. Cậu trùng. Không bắt lại hai đèn ra sáng. Thôi đèn này sáng rồi. Gì cháy? Mình lăn đi. Nó chơi nè. Chơi đi, chơi patty cake với coi chú Tùng đi chơi đi. Ồ. Chơi patty cake đi Tùng. Chơi vỗ tay với chơi. Vỗ tay đi, vỗ tay. Patty cake. Ngồi đây. Ngồi dậy chơi patty cake đi. Vỗ tay bà cho ăn bắn. Không vỗ tay bà bắn lên đầu. Chơi vậy đó coi được không? Cái đầu bự quá sao bịch chui vô nổi. Em bé đầu bự. Ý, cô bé đầu bự. Cô bé đầu to mà ốc như trái nho. Có không? Chơi có đầu to mà ốc như trái nho không? Thôi đừng nhiên. Tự đổi đi đừng đổi bắt miệng nha. Vô lý à. Cậu Tùng đợi đi. Hai cậu Tùng đợi con nè. Đây cậu Tùng đợi con. Để lên, hãy cậu Tùng đợi. Yeah. Đợi cho cậu Tùng đi. Coi cậu Tùng đợi vừa không? Đó, cậu Tùng đợi giống đầu bếp đi chưa? Cậu Tùng đợi giống đầu bếp đi chưa? Giỡn dai dữ. Ai giỡn nhai kinh. Giỡn người ta ta vụ ăn cái bịch ta mà sẽ giỡn cho tới sáng mai luôn đó. Cướp. Vú quậy không gái. Gì thấy chưa, dù ăn cái bịch. Cuộc tình giữa Chay và cái bịch và cậu Tùng. Chay chọn ai? Chay chọn cái bịch đội lên đầu cậu Tùng. Buông tôi ra. Con nó đi buông tôi ra. Bắt heo rồi, giờ bắt mắc rồi. Giờ đi bán rồi đó. Cậu Tâm đâu? Nhà ai làm? Thì cái chứ cậu Tâm có cháu về mà không. Đi qua chơi với cháu mà toàn đi chơi với bồ không nha cậu Tâm nha. Khiển trách nha cậu Tâm. Không cậu Tùng cái coi.